Con vào số 5 là con là gì nhỉ? Quên mất. Quên mất hả? Siết chặt răng lưỡi. Siết chặt răng lưỡi. À, siết chặt Đúng răng lưỡi hả? rồi. Ngọc Hân bảo là chúng ta siết nhẹ răng lưỡi đúng không? Thế khi các bạn bảo chúng ta siết chặt răng lưỡi thì có thấy nó căng thẳng không? Nhưng mà không phải cần mạnh mà. Nhẹ thôi. Chạm nhẹ vào Nhẹ răng. thôi đúng không? Đúng rồi, mình chỉ chạm nhẹ hàm răng lại như thế thôi đúng không? Sau đó chúng ta sẽ đặt lưỡi lên hàm răng trên và ghi nhớ lại cảm giác này là được đúng không? Rồi, thế thời gian vừa qua các bạn cũng đã được thực hành siết nhẹ răng lưỡi rồi, và trong học tập này, trong việc nghe giảng các cô giảng này, rồi trong lao động thì các bạn có thấy có hiệu quả không? Có đúng không? Bạn nào hiệu quả thì gật gật này, hoặc chúng ta gõ lên ô chat là số 1 nào. Rồi chúng ta cùng gõ lên ô chat ha. Bạn nào mà thấy hiệu quả thì chúng ta gõ lên số 1 nha. Bạn nào mà chưa hiệu quả lắm thì chúng ta gõ lên số 0. Rồi ở đây, trong lớp chúng ta có bao nhiêu bạn chúng ta hay đọc sách hàng ngày? Bao nhiêu bạn đọc sách hàng ngày? Giơ tay cô xem nào. Rất là nhiều bạn chúng ta đọc sách hàng ngày đúng không? Rồi bao nhiêu bạn chúng ta áp dụng phương pháp là chúng ta siết nhẹ răng lưỡi trong quá trình chúng ta đọc sách? Rồi bao nhiêu bạn thì chúng ta cùng bao nhiêu bạn mà chúng ta siết nhẹ răng lưỡi trong quá trình đọc sách thì chúng ta cùng gõ số 2 cô Minh Thư xem nào. Có nhiều lúc em có mấy từ em không nghe phải bố em nên em không siết nhẹ răng lưỡi được. À đúng rồi. Các bạn cấp 1 thì sẽ vẫn còn nhiều từ mới đúng không? Chúng ta cần nên là chúng ta càng phải dành nhiều thời gian để chúng ta đọc nhiều hơn này, để chúng ta vun bồi cái vốn từ của mình và kiến thức hơn. Đó. Nên là cái việc mà siết nhẹ răng lưỡi thì chúng ta sẽ áp dụng linh hoạt ha, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng siết liên tục. Chúng ta sẽ linh hoạt theo hoàn cảnh, lúc nào cần nói thì chúng ta nói, còn lúc nào không cần thiết nói thì chúng ta sẽ thực hiện siết nhẹ răng lưỡi. Rồi cô thấy các bạn đọc sách rất là nhiều đúng không, và các bạn cũng áp dụng cả phương pháp siết nhẹ răng lưỡi này. Rồi thì hôm nay cô sẽ nhắc lại cho chúng ta một chút về các bước để chúng ta cùng ôn lại một chút nha. Rồi các bạn chờ cô Minh Thư một chút. Đó. Thì cô Minh Thư sẽ review lại cho chúng ta về 5 bước rèn luyện chú tâm liên tục này. Đầu tiên các bạn trong Zoom này, chúng ta hãy siết nhẹ răng lưỡi này. Chúng ta thực hành luôn này, rồi chúng ta ngồi vào vị trí của mình nghiêm túc này. Đó, hai tay của chúng ta khoanh lại ha. Đó, bước thứ hai này, hai răng của chúng ta ngậm nhẹ lại và đặt lưỡi lên hàm răng trên, và chúng ta duy trì nhớ đến cảm giác răng lưỡi của mình. Để chúng ta tập trung hơn vào nghe giảng nhá. Rồi sau đó thì bước thứ ba là gì? Chúng ta hãy tập trung vào nghe cô Minh Thư đang nói nè. Đó, rồi chúng ta chỉ nghe và chúng ta nhẩm vào trong đầu là nghe nghe nghe, và chúng ta sẽ không có suy nghĩ gì hết. Đó, không có suy nghĩ về vấn đề ABC gì cả đúng không? Cũng không để tâm ra bên ngoài này, chúng ta chỉ tập trung vào bài giảng thôi ha. Rồi tiếp tục là bước số 4. Rồi chúng ta hãy nhớ tới cảm giác nơi răng lưỡi. Chúng ta hãy ghi nhận lại cái cảm giác này. Đó, và vẫn tập trung vào việc nghe giảng. Và cái việc ghi nhận này chúng ta hãy nhớ thật là lâu này, ghim nó lại ở trong đầu của chúng mình, để lát nữa chúng ta sẽ vào hoạt động đọc sách thì chúng ta vẫn nhớ đến cái cảm giác này đúng không? Rồi bước số 5 là chúng ta hãy nhắc thầm ở trong đầu là thấy thấy đó. Và khi chúng ta nghe cô Minh Thư giảng này thì chúng ta cũng nhẩm ở trong đầu là thấy thấy, rồi khi nhìn bài giảng này hoặc là chúng ta cảm nhận suy nghĩ gì thì chúng ta cũng chỉ nhắc thầm ở trong đầu là chúng ta thấy 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 thôi ha, và chúng ta không có suy nghĩ gì khác cả. Thì các bạn, chúng ta sẽ tập trung hơn được ở trong cái buổi học ngày hôm nay, trọn vẹn hơn, và chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn và không căng thẳng nữa. Rồi thì vừa rồi là cô đã review lại cho chúng ta một chút về các bước để chúng ta thực hành chú tâm, để những bạn nào mà chúng ta tạm thời quên, và chúng ta thực hành
chưa được nhuần nhuyễn thì chúng ta đã nhớ lại được kiến thức của mình. Đó. Rồi vừa rồi lúc đầu cô Dung có nhắc đến là hôm nay chủ đề học của chúng ta là gì nhỉ? Có bạn nào nhớ không? Có bạn nào nhớ không? Ô, có thấy hiểu mình đang ngáp ngủ kìa. Mai mét. Chủ đề mai mét hả? Không phải mai mét đâu. Chính tỏ là bạn nào vừa phát biểu là chủ đề mai mét là bạn ấy không tập trung, xếp nhẹ răng lưới lúc nghe cô Dung nói rồi. Ở nhà hôm nay chúng ta học chủ đề gì nhỉ? Đúc kết sách đúng không? Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ học đúc kết sách. Rồi thì cho cô Minh Tư hỏi các bạn ha. Chúng mình có muốn trở thành một người thông minh, học giỏi này, rồi có thật là nhiều kiến thức này. Có bao nhiêu bạn muốn trở thành một người thông minh này, trở thành một người tài giỏi này, sau này chúng ta sẽ thành những người có ích trong xã hội, chúng ta cùng có lên ô sát số 1 ha. Cô thêm lớp mình ở đây có bao nhiêu bạn muốn trở thành một người thông minh nào? Chúng mình cùng gõ lên ô khung sát. Hiện tại cô đang thấy là ở trong room của chúng ta có 47 bạn này. Đó. Cô đã thấy rất là nhiều bạn gõ lên ô khung sát rồi. Đa số các bạn là đều muốn trở thành những người có ích trong xã hội và những người thông minh, tài giỏi đúng không? Cô cũng thế. Đó. Thế thì vậy cô hỏi tiếp các bạn à. Nhưng mà để chúng ta thông minh và học giỏi thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần làm gì để trở nên thông minh và học giỏi hơn nhỉ? Đố bạn nào biết? Để chúng ta thông minh thì chúng ta cần phải có nhiều kiến thức đúng không? Có nhiều kiến thức thì chúng ta cần phải đọc nhiều sách, phải không? Tại vì khi mà chúng ta ngoài việc học cùng các thầy cô này, học cùng bạn bè xung quanh ở trường lớp thì chúng ta cần phải có tinh thần là tự học, chúng ta đọc nhiều sách hơn để có nhiều kiến thức hơn đúng không? Đó. Thế thì ở đây có bao nhiêu bạn mà chúng ta vừa nãy có rất là nhiều bạn trong lớp chúng ta thích đọc sách đúng không? Thế thì có bao nhiêu bạn mà chúng ta đọc sách xong chúng ta thấy nhớ nội dung của bài của bài học bài đọc mà chúng ta mới đọc? Có bao nhiêu bạn đọc sách mà chúng ta nhớ luôn nội dung thì chúng ta cùng gõ lên ô khung chat là số 2 à? Cô xem là các bạn đọc sách có hiệu quả không nào? Rồi, bao nhiêu bạn chúng ta đọc sách mà chúng ta đọc sách xong mà chúng ta nhớ được nội dung, nhớ được nhân vật này, rồi chúng ta phân tích được nhân vật này, phân tích được nội dung, rồi đọc xong chúng ta có thể kể được lại cho bạn khác nghe, hoặc là kể lại được cho bố mẹ nghe, hoặc là rút lại được bài học của chính mình. Cô thấy khá là nhiều bạn chúng ta có thể đọc xong mà chúng ta nhớ được nội dung. Chắc chắn là lúc đấy là các bạn đang áp dụng phương pháp là xếp nhẹ răng lưỡi và tập trung, rất tập trung khi đọc đúng không? Đó, rất là tuyệt vời đúng không? Các bạn lớp mình rất là giỏi. Đó. Rồi, chúng ta đều có thể ghi nhớ được nội dung rất là tốt sau khi chúng ta đọc sách và ứng dụng được đúng không? Thế thì ngày hôm nay cô Minh Thư sẽ cung cấp cho chúng ta một vài phương pháp đọc sách và để ghi nhớ được nội dung một cách sâu sắc hơn và có hiệu quả hơn, lại không bị căng thẳng, mệt mỏi, không mất nhiều thời gian. Bao nhiêu bạn chúng ta là muốn học phương pháp này để chúng ta có nhiều kiến thức hơn thì các bạn giơ tay cô Minh Thư xem nào. Bao nhiêu bạn mà muốn học phương pháp mới mà học sách thật là hay nào? Rồi em cô muốn học mai mát rất nhiều đúng không? Rồi thế thì bây giờ cô Minh Thư sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về những cái phương pháp để chúng ta đọc sách mà cảm thấy vui mà vẫn thấy thoải mái và hứng thú với câu chuyện ha. Rồi trước khi mà chúng ta vào đọc sách thì chúng ta cần phải có một cái tâm thế thật là đúng đắn và một cái tâm thế tốt để chúng ta đọc sách.
Thì bây giờ tạm thời cô Minh Thư sẽ tắt cam tắt mic của toàn bộ các bạn để chúng ta tập trung vào trong đọc sách. Khi nào cô Minh Thư mời tương tác thì chúng ta sẽ tương tác sau ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế thật tốt nào. Chúng ta ngồi nghiêm túc. Những bạn nào mà đang nằm này, đang dựa vào ghế thì chúng ta hãy dựng thẳng lưng lên, rồi hai tay của chúng ta khoanh lên bàn nào. Đó. Rồi đúng rồi, rồi từ từ chúng ta hai mắt nhắm nhẹ lại, nhắm nhẹ hai mắt lại, rồi thật là tĩnh tâm và không suy nghĩ gì hết. Chúng ta hãy nhớ ở trong đầu, chúng ta hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình để cho toàn bộ cơ thể và tâm trí của chúng ta thật là thoải mái và thư giãn. Rồi chúng ta hãy nhớ lại những hình ảnh khi chúng ta đọc sách hàng ngày như thế nào. Chúng ta đọc sách trong trạng thái ra sao? Và khi đọc xong một cuốn sách thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Hãy cùng nhau chúng ta nhớ lại cảm giác này trong trạng thái thật là thư giãn và thoải mái. Hãy nhớ đến những bài học mà chúng ta đúc kết ra được, những ý nghĩa của câu chuyện đó mà chúng ta đã từng đọc. Rồi thật là tĩnh tâm. Rồi, cô Minh Thư mà chúng ta mở mắt ra ha. Chúng ta sẽ vào buổi đọc ngày hôm nay cùng khám phá với nhau. Xem hôm nay chúng ta sẽ được đi tìm đến nhân vật nào, rồi câu chuyện gì nào. Cả lớp cả chờ cô Minh Thư chiếu slide lên ha. Em có là nữ chưa không? Con có Chắc hẳn chưa? À, trước khi cô Minh Thư chiếu slide lên thì cô Minh Thư muốn mời một bạn. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đọc cho các bạn nghe. Bạn nào xung phong nhỉ? Bạn nào đọc to rõ ràng, xung phong. Cô Minh Thư mời các bạn, mời bạn đó đọc cho cả lớp cùng nghe ha. Rồi các bạn khác thì chúng ta sẽ ngồi tắt mic và lắng nghe để ghi nhớ nội dung câu chuyện, xem câu chuyện đó là gì. Cô xin mời, cô thấy bạn Minh Châu ngồi giơ tay rất là nghiêm túc. Đó, cô sẽ mời Minh Châu à. Minh Châu bấm mic lên rồi cô chiếu slide lên rồi chúng ta đọc câu chuyện cho bạn nghe ha. Rồi cô đã mở slide Minh Châu, con có và các bạn khác chúng ta có nhìn thấy slide cô chiếu không? Cô con đọc bài sáng kiến từ sự tập trung. Rồi. Lần nhà vua lệnh cho thợ kim hoàn làm một vương miện bằng vàng. Khi người thợ dâng lên thành phẩm để kiểm tra vương miện của mình, vua cho gọi Archimedes đến và phán: "Đây là chiếc vương miện của trẫm, khanh hãy tìm xem nó có lẫn bạc không, nhưng nhớ không được làm hỏng nó." Trước yêu cầu của vua, Archimedes ngày đêm suy nghĩ tìm cách giải bài toán hiểm hóc này, thậm chí trong lúc ăn, lúc đi dạo hay lúc tắm, ông cũng không thôi động não. Đối với ông, quyết tâm giải bài toán không chỉ về mệnh lệnh của nhà vua mà còn vì khát vọng khám phá tri thức phục vụ cho đời sống. Một đến một ngày, trong khi đang ngâm mình trong bồn tắm mà đầu óc vẫn đang bị chiếc vương miện ám ảnh,
Bỗng Archimedes nhận ra một điều đặc biệt. Ông cảm thấy lúc này thân mình có vẻ nhẹ nhõm hơn, tựa như được một sức mạnh nào đó đẩy lên từ dưới nước, rồi một ý tưởng lóe lên. Archimedes quên cả mặc quần áo. Ông phấn khởi nhảy ra khỏi bồn, tắm, chạy thẳng ra ngoài phố và mừng rỡ reo vang. Erica, Erica, nghĩa là tôi tìm ra rồi. Lúc này Archimedes đã tìm ra câu giải cho bài toán để siêu vân miện. Đó là định luật về lực đẩy của chất lỏng lên vật rắn. Cụ thể là khi cho một vật nước vào nước thì sẽ tác động một lực đẩy nhất định lên vật. Thế là ông đã vận dụng định luật này vào một thí nghiệm để chứng minh rằng chiếc vương miện đã bị phá đạp. Ông cho so sánh lực đẩy của nước lên chiếc vương miện và lực đẩy của nước lên một khối vàng nguyên chất có cùng trọng lượng. Kết quả lực đẩy khác nhau. Trước chứng cứ chính xác đáng và thuyết phục, người thợ kim hoàng phải thú nhận lòng tham của mình. Archimedes hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời hiến tặng cho nền văn minh nhân loại một định luật giá trị có ý nghĩa ứng dụng cao. Lực đẩy ông tìm ra ngày ấy, ngày nay được gọi bằng tên ông, lực đẩy Archimedes. Rồi, cô cảm ơn Minh Châu ạ. Vừa rồi các bạn có nghe rõ bạn Minh Châu vừa đọc truyện không? Chúng ta cùng tung hoa nào, tung hoa cho bạn Minh Châu nào. Cảm ơn Minh Châu đã đọc truyện cho cả lớp cùng nghe ha. Rất truyền cảm đúng không? Rồi cô Kim Dung có nói là Minh Châu đọc rất là truyền cảm, cô cũng thấy rất là cảm động. Đó, khi nghe câu chuyện là Minh Châu đọc, giọng của bạn rất là truyền cảm này và khiến người khác đọc dễ nhớ đúng không? Tôi chúng ta cùng thả tim lên ô cung chat này, thả tim và tung hoa cho bạn Minh Châu nào. Đó, tinh thần rất tốt đúng không? Rồi, bao nhiêu cô bạn bao nhiêu bạn ở trong lớp mà chúng ta nhớ được câu chuyện, tên câu chuyện mà bạn Minh Châu đọc là gì, chúng ta cùng gõ lên ô cung chat xem nào. Để cô xem kiểm tra xem mà chúng ta bao nhiêu bạn vừa rồi đã tập trung thật sự lắng lại để nghe câu chuyện của bạn Minh Châu. Tên chúng ta cùng gõ lên ô cung chat hả? Tên câu chuyện vừa rồi là gì nhá? Rồi, có bạn nào nhớ tên câu chuyện vừa rồi bạn Minh Châu đọc là gì không? Có bạn nào nhớ? À, cô quên chưa bật mic cho các bạn hả? Cô bật mic cho các bạn chưa nhỉ? Các bạn có thể kiếm được tiếng của sự tập trung. Đúng rồi, sáng kiến của sự tập trung đúng không? Sau khi đọc xong tên câu chuyện này thì các bạn có gợi nhớ đến, liên tưởng đến điều gì trong đầu mình không? Cảm giác răng và lưỡi thôi. Cảm giác răng và lưỡi hả? Cô thấy có một bạn khác hiểu là cảm giác răng và lưỡi đúng không? Khi chúng ta mà nhớ đến cảm giác răng lưỡi thì chúng ta có tập trung hơn không? Tập trung hơn. Bởi vì tập trung nên là chúng ta mới nhận ra được, à, bạn Minh Châu đọc rất là truyền cảm đúng không? Và rất là ấn tượng nữa. Đó, nên là chúng ta sẽ thấy lợi ích của việc mà tập trung rất là tốt, giúp chúng ta ghi nhớ tốt hơn này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chúng ta thực hành siết nhẹ răng lưỡi và chúng ta nhìn lên trên slide cô sẽ chiếu lên và chúng ta sẽ cùng phân tích câu chuyện này ha. Đó. Trong quá trình này thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta tương tác, chúng ta vẫn mở mic tương tác được ha. Các bạn chờ cô chút ha. Các bạn có nhìn rõ màn hình cô Minh Thư chiếu không? Có đọc được chữ không nhỉ? Các bạn có đọc được chữ không? Có. Có đúng không? Rồi. Chúng ta có nhớ là trong chuyện này có những nhân vật nào không? Có bao nhiêu nhân vật nhỉ? Có bạn nào nhớ trong chuyện có bao nhiêu nhân vật nào?
Bạn nào nhớ là trong chuyện có những nhân vật nào, chúng ta cùng giơ tay phát biểu ha. Những bạn còn lại thì chúng ta có thể gỡ lên khung chat này. Ồ, có thể có một nhân vật nào mà đang ngồi trong một cái bồn nhà tắm này. Cô thấy có Bảo Anh giơ tay à? Cô mời Bảo Anh phát biểu xem nào. Em thưa cô là có Everest và có một thợ kim hoàn nào ạ? Nhìn như âm thanh của cô vừa nghe không được rõ lắm, Bảo Anh có thể nhắc lại cho cô được không? Em thưa cô là có nhân vật Everest và em thưa cô và có nhà vua. Bây giờ tay cho cô có không? Em thưa cô là có thợ kim hoàn ạ. Đúng rồi, cùng tung hoa cho bạn Anh nào. Bạn trả lời rất là đúng. Trong câu chuyện có ba nhân vật chính là Archimedes này, rồi nhà vua và nhân vật hoàn kim hay còn gọi là thợ rèn đúng không? Rồi tiếp theo này, chúng ta thấy là vậy thì trong câu chuyện này nhà vua có mong muốn và có yêu cầu gì? Chúng ta cùng phân tích câu chuyện này ha. Để cô đọc lại câu chuyện này cho các bạn nghe rồi chúng ta sẽ cùng tương tác trả lời ha. Rồi, nhà vua lệnh cho thợ kim hoàn là một phương miện bằng vàng. Đó, khi có người thợ dâng lên thành phẩm để kiểm tra chiếc vương miện của mình, vua gọi Archimedes đến và phán: "Đây là chiếc vương miện của trẫm, khanh hãy tìm xem có lẫn bạc không, và nhưng mà nhớ là không được làm hỏng nó." Nhà vua vừa đưa ra yêu cầu gì nhỉ? Chúng ta có thể mở mic lên nói ha. Là nhà vua yêu cầu Archimedes coi thử có lẫn bạc không, nhưng mà không được làm hỏng nó cô. Đúng rồi, nhưng mà đầu tiên là nhà vua lệnh cho là bác thợ rèn là chúng ta lệnh cho bác thợ rèn sẽ làm cho mình một chiếc vương miện đúng không? Đó là yêu cầu của nhà vua đúng không? Rồi sau đó thì sẽ yêu cầu cho Archimedes là kiểm tra xem là chiếc vương miện này có lẫn bạc không. Vậy thì chúng ta thấy là vị vua này là một vị vua như thế nào nhỉ? Chúng ta thấy vị vua trong câu chuyện này là một vị vua như thế nào? Khi mà vị vua vừa nhận xong một sản phẩm đó thì liền giao ngay cho Archimedes đi kiểm tra chất lượng của sản phẩm đó. Kỹ tính luôn. Kỹ tính này, ngoài ra còn gì nữa không nhỉ? Thì thường hay như thế nào đối với quần thần, đối với đúng rồi, đối với quần thần của mình. Vị vua này có sáng suốt không? Có sáng suốt không khi mà có mong muốn là tìm ra một cái người tài giỏi cho đất nước của mình bằng cách là để kiểm tra xem là Archimedes có cái kiểm tra được cái vương miện này là thật hay giả, hay là có bị lẫn bạc không đúng không? Chúng ta có thấy là vị vua này rất là sáng suốt đúng không? Sáng suốt trong cách là để tìm ra người tài đúng không? Rồi tiếp theo câu chuyện này, Archimedes tiếp theo câu chuyện này, rồi sau khi mà nhận yêu cầu được của nhà vua thì Archimedes có thái độ như thế nào nhỉ? Các bạn thấy Archimedes sau khi nhận được yêu cầu của nhà vua thì liền có thái độ như thế nào? Trong câu chuyện có nói này, trước yêu cầu của nhà vua thì Archimedes ngày đêm suy nghĩ về cách giải bài toán hiểm hóc này này. Trong cả lúc đi ăn này, lúc đi dạo này, lúc tắm này, ông cũng không thôi động não
Đó, chúng ta thấy là Archimedes đã có thái độ và hành động như thế nào nhỉ? Tập trung. Tập trung à? Còn gì nữa không? Ngoài tập trung ra còn gì nữa không? Các bạn khác chúng ta có thể gõ lên ô cũng chắc hả? Hoặc là chúng ta có thể là mở mic lên, chúng ta cứ mở mic thoải mái nha. Kiên nhẫn con. Kiên nhẫn, tập trung. Còn gì nữa không nhỉ? Archimedes rất là kiên nhẫn này, rất là tập trung này. Ông kiên nhẫn và ông tập trung mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động đúng không? Vâng. Việc gì cứ ông cũng nghĩ đến cái vương miện. Đúng rồi, ông làm gì ông cũng nghĩ đến cái vương miện. Thế thì các bạn ở trong lớp có khi nào mà chúng ta cũng thấy mình giống như ông Simet này không? Khi chúng ta ăn cơm này, chúng ta cũng nhớ đến là chúng ta nhớ đến một câu chuyện, một quyển sách nào mà chúng ta thích đọc. Hay là chúng ta đang ăn cơm mà chúng ta nhớ đến một bộ phim mà chúng ta muốn xem. Có bạn nào như thế không? Con là có đấy, nhưng mà con ăn cơm và nghĩ là con là ăn xong rồi con là định ra xem TV, còn nữa là con là ra ngoài con lấy nút lấy điện thoại để con chơi cái file. Thế có bạn nào mà đang ăn cơm mà chúng ta nhớ đến việc siết chặt răng lưỡi không? Hay là đang đi chơi này, đang học này, đang làm việc mà chúng ta vẫn nhớ đến siết chặt răng lưỡi không? Chắc chắn là có. Ăn cơm siết chặt răng lưỡi. Chúng ta nhớ đến hả? Cô Minh Thư có nói là chúng ta nhớ đến, tức là lúc đấy chúng ta không siết chặt răng lưỡi, mà chúng ta nhớ đến cái cảm giác, là cái cảm giác nơi răng lưỡi. Đó. Chứ còn ăn cơm mà chúng ta siết chặt răng lưỡi thì làm sao chúng ta ăn được đúng không? Sao mà nhai được cơm? Đó, tiếp theo này. Thì đấy là cái thái độ và cái hành động của Archimedes khi mà nhận được yêu cầu từ nhà vua đúng không? Rồi tiếp theo câu chuyện ha, cô Minh Thư lại đọc tiếp để chúng ta cùng phân tích ha. Có một ý này rất là hay này. Đối với Archimedes thì quyết tâm làm bài toán không chỉ vì là mệnh lệnh của nhà vua mà còn vì khát vọng để khám phá tri thức và phục vụ cho đời sống. Rồi các bạn hiểu câu này như thế nào? Khi mà Archimedes mà có khát vọng là phục vụ cho đời sống thì ông có đức tính gì? Ông có đức tính gì nhỉ? Cống hiến ạ. Ông có đức tính cống hiến đúng không? Đúng rồi. Tính kiên trì nữa cô. Thế ông có đức có phẩm chất là sự cho đi không? Cho đi vô điều kiện không? Ông đấy noi gương cho mọi người. Ông noi gương cho mọi người đúng không? Còn gì nữa không nhỉ? Đó. Khám phá tri thức phục vụ cho đời sống. Cô thấy các bạn đang vẽ lên trên trên màn hình của cô nè. Các bạn không được vẽ lên đây ha. Lại không tập trung vào bài giảng rồi. Rồi là đó là đức tính cho đi và sự cống hiến phục vụ vô điều kiện đúng không? Ông có đòi hỏi, có mong cầu gì từ cái sự cho đi của mình không? Các bạn có thấy ông có mong cầu đòi hỏi gì không? Không ạ. Không đúng không? Rồi tiếp theo này. Cô lại thấy bạn nào tiếp tục vẽ rồi này. Chúng ta không vẽ lên trên màn hình ha. Tiếp theo câu chuyện này. Cho đến một ngày, đoạn này rất là quan trọng này. Cho đến một ngày, trong khi đang ngâm mình trong bồn tắm, mà đầu óc vẫn đang nghĩ đến chiếc vương miện ám ảnh, bỗng Archimedes nhận ra một điều đặc biệt. Ông cảm thấy lúc này toàn bộ thân thể của mình nhẹ nhõm hơn và tựa như một sức, có một sức mạnh
đang đẩy lên từ dưới nước. Rồi một ý tưởng lóe lên, Archimedes quên cả mặc quần áo, ông phấn khích chạy ra khỏi bồn tắm, chạy ra thẳng ngoài phố và mừng rỡ reo vang. Erika, Erika, tôi tìm ra rồi. Các bạn thấy đoạn văn này nói về nội dung gì? Đoạn văn này nói về nội dung gì nhỉ? Trong quá trình mà ông đang ngâm mình ở trong nhà tắm thì điều gì xảy ra? Thì ông cảm thấy nhẹ nhõm ạ, nhẹ nhõm hơn. À, ông thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đúng không? À, nhưng trước khi mà ông cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm thì có một ý là ông ngồi ở trong bồn tắm mà ông vẫn rất là miệt mài suy nghĩ về chiếc dương miệng. Đang trong quá trình tắm nhưng ông vẫn không quên là chúng ta cần phải có một cái nhiệm vụ cần phải làm. Đó. Ông cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn này, tựa như nước này. Rồi tự nhiên ông hình thành lên một cái gì nhỉ? Tự nhiên ý tưởng lóe lên trong đầu của Archimedes. Các bạn thấy đoạn này có hay không? Đó. Ông liên tục suy nghĩ, sau đó thì hình thành được cái ý tưởng của mình về cho cái đáp án trả lời. Rồi sau đó thì ông như thế nào nhỉ? Sau khi ông hình thành lên ý tưởng thì ông như thế nào? Ông rất vui sướng. Ông rất vui sướng đúng không? Ông rất vui sướng rồi. Ông có hành động gì nữa nhỉ? Và có hành động là tự ông tự ra ngoài mà quên mặc quần áo để ông nói Eka, Eka. À, ông sung sướng đến mức độ là ông quên cả mặc quần áo và cứ thế lao ra bồn tắm chạy ra ngoài đường, rồi ông kêu to là Aruka, Aruka, tôi đã tìm ra rồi đúng không? Ôi, có bao nhiêu bạn? Ở trong group mình có bao nhiêu bạn mà chúng ta có cái trạng thái này giống như Archimedes không? Khi mà chúng ta đang làm một việc gì đấy mà tự nhiên hoặc là khi chúng ta đang làm bài tập và tự nhiên chúng ta nghĩ ra được cái ý tưởng, nghĩ ra được đáp án hay là cách làm, chúng ta có sung sướng không? Cô có chừng thoải mái là đi tè ra quần á. Cô bảo các bạn vẽ lên màn hình nữa. Bạn nào mà lại hoặc là cô vậy? Khóa luôn đi, cô khóa luôn đi. Bạn nào mà hư lại vẽ lên màn hình của cô như vậy nhỉ? Chúng ta vừa thực hiện ba lời thề từ tâm rồi đúng không? Rồi thế thì có bạn nào ở trong room mà chúng ta đang yên đang lành mà chúng ta nhận được một cái thông tin gì đấy, hoặc chúng ta nhận được thông tin của ba mẹ là nhanh rồi chúng ta đi chơi công viên nào, rồi chúng ta đang xem tivi chúng ta vất đấy chúng ta đi luôn không, hoặc là chúng ta đang học bài chúng ta bỏ luôn chạy đi luôn không, hoặc là có ai mà chúng ta đang học mà tự nhiên rủ chúng ta đi chơi rồi chúng ta bỏ luôn về học chạy đi luôn không? Có bao nhiêu bạn mà giống như vậy nhỉ? Em không đi. Em thấy cô ạ. Thế hả? Em rất giống. Em rất giống hả? Còn có bạn nào giống thế không? Cô Minh Thư trước đang ngồi học. Em rất không có giống. Thế hả? Không giống hả? Nhưng mà chúng ta đừng quên là lúc đấy thì đừng học Archimedes, là chúng ta đang tắm mà tự nhiên ba mẹ bảo là nhanh đi chơi nào, thế là tao đi ra ngoài luôn, cân mặc quần áo ha. Thế buồn cười lắm. Qua có một lần nhá, em đang tắm tự nhiên lúc em đang tắm do nóng quá vào buổi trưa, thế là coi như thấy con chó nhà em nó sửa, thế là em tưởng có trộm, thế là chạy ra không mặc quần áo cái gì, em ngó nghiêng các kiểu, xong em lại vào tắm tiếp. Thế là mình lại giống Archimedes đúng không? Giống không? Trời ơi, đấy là lúc mà chúng ta đấy rất là lúc giống. Ta rất giống không? Thì chúng ta cũng thấy là lúc đấy là chúng ta, bởi vì chúng ta rất là tập
chung vào một cái mà chúng ta đang hướng đến đó, thì tự nhiên là chúng ta sẽ chúng ta sẽ chạy theo nó luôn, đúng không? Đó, đó, tiếp theo này, chúng ta phân tích tiếp ha. Rồi, lúc này Simet đã tìm ra được đã tìm ra lời giải cho bài toán về chiếc vương miện, đó là định luật về lực đẩy của chất lỏng lên vật rắn. Cô Minh Thư sẽ nói qua cho chúng ta một chút về cái định luật này ha. Cái định luật này là một cái định luật nằm ở trong cái môn vật lý, thì hiện tại thì chúng ta học cấp 1 nên là chúng ta sẽ chưa được học về cái định luật lực đẩy này ha. Thì nó là một cái phương pháp, một cái phương pháp để giúp rất là đem lại rất là nhiều những cái giá trị để áp dụng và tính áp dụng vào trong cuộc sống đó, cũng như là trong công việc, nên là đây là một cái định luật rất là có giá trị và rất là ý nghĩa. Thì về sau chúng ta, sau khi chúng ta lên lớp cao hơn, thì chúng ta sẽ được tìm hiểu về cái phương pháp cái lực đẩy này đó. Thì ông Archimedes đã tìm ra được một cái định luật có giá trị đó để phục vụ cho cuộc sống, mà sau này được rất là nhiều người áp dụng. Thì đấy là về cái phương pháp lực đẩy, cô Minh Thư nói qua một chút để cho chúng ta được nắm rõ hơn về cái lực đẩy này có ý nghĩa như thế nào. Ôi, chúng ta tiếp tục ha. Đó, cụ thể là cái lực đẩy này nó nói về một cái vật nào đấy, khi mà chúng ta thả vào trong nước thì nước sẽ tác động một cái lực đẩy nhất định lên vật. Khi chúng ta tắm này, hoặc là chúng ta thả một cái ca vào, thì tự nhiên nước nó sẽ đẩy lên một cái lực vào cái ca đó. Hoặc khi chúng ta cho tay vào nước thì chúng ta sẽ cảm nhận là thì như nước có một cái lực đang đẩy lên tay của chúng ta, đúng không? Đó, thì đấy là chúng ta nói qua một chút về cái lực đẩy này ha. Rồi tiếp theo câu chuyện về Archimedes này, chúng ta tập trung để xem câu chuyện tiếp tục như thế nào nhá. Thế là ông đã vận dụng định luận này vào trong thí nghiệm. Các bạn biết là ông đã làm thí nghiệm gì không? Có bạn nào biết là ông Archimedes đã làm thí nghiệm gì không? Để kiểm chứng không? Pha bạc ạ. Pha bạc là rồi người ta, rồi ông ấy cho vào vàng và thà là thành vương miện có vàng, nhưng mà nó lực cân nặng là không bị thay đổi. Còn bạn nào, biết được là ông dùng vương miện như thế nào không nhỉ? Ông đã lấy một chiếc vương miện đó, và một khối vàng có cùng khối lượng, đúng không? Phải có cùng khối lượng thì mới so sánh được, đúng không? Rồi thả vào nước đó, sau đó thì ông sẽ phát hiện, ông đã phát hiện ra là cái lực đẩy của nước lên khối vàng nguyên chất và chiếc vương miện là khác nhau. Đó, rồi cuối cùng ông ra được kết quả là gì? Kết quả là gì nhỉ các bạn nhỉ? Kết quả của Archimedes được tìm ra được cuối cùng là gì? Có bạn nào biết không? Đấy không cô ạ. Là... được pha bạc. Ông phát hiện ra cái gì nhỉ? Ông xuất hiện là đang làm chiếc vương miện đã bị pha bạc. Đúng rồi, ông phát hiện ra là chiếc vương miện do thợ kim hoàn làm đã bị pha lẫn bạc vào, đúng không? Thế là ông đã có được câu trả lời cho nhà vua chưa? Rồi ạ. Ông đã thoải mái được ông đã có được một câu trả lời chính xác và rất là thuyết phục cho nhà vua, đúng không? Trả lời được cái câu nhà vua luôn. Thế thì khi mà ông đã trả lời được cho nhà vua như vậy thì ông có được nhà vua tín nhiệm không? Tất nhiên là có rồi ạ. Được nhà vua tín nhiệm không? Thế thì cô hỏi tiếp các bạn ạ. Archimedes trong câu chuyện này có thông minh không? Cũng gần như thông minh ạ. Rất thông minh. Tại sao ông lại thông minh nhỉ? Tại sao lại nói là Archimedes thông minh? Bởi vì ông đã giải được một bài toán. Ông đã giải được một bài toán. Ngoài ra còn bạn nào có ý kiến không? Tại Archimedes lại được coi là thông minh.
Everest. Vì ông đã tìm ra được câu trả lời, tìm ra được giải đáp và vận dụng được vào thực tế đúng không? Ông biết cách làm như thế nào để có được câu trả lời đúng không? Đó. Thế là cuối cùng Archimedes đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời ông đã gì đây? Ông đã sao nào? Ông đã hiến tặng được cho nền văn minh nhân loại một định luật có giá trị. Là định luật gì? Định luật gì nhỉ? Lực đẩy Archimedes đúng không? Có ứng dụng rất là cao. Đó. Đó, từ đó về sau thì lực đẩy này đã lấy tên luôn của ông Archimedes, gọi là lực đẩy Archimedes. Đó. Vừa rồi chúng ta đã cùng review qua được về câu chuyện. Có bạn nào chúng ta vừa chúng ta phân tích xong chúng ta đã nhớ được nội dung của câu chuyện không? Có, cô hôm nay có lấy máy mét rồi. Hoàng Bách lại hỏi nội dung rồi. Cô đã nói trước là trong một buổi học thì chúng ta hãy tập trung vào nội dung của ngày hôm nay và sẽ không hỏi những câu hỏi ngoài lề đúng không? Cuối giờ vừa cô luôn cũng nói mà. Đúng rồi. Đây chúng ta học về chủ đề nhỉ? Chúng ta học về chủ đề đúc kết sách mà đúng không? Đó, bây giờ cô sẽ chiếu cho các bạn xem. Đó. Rồi các bạn chờ cô xíu ha. Các bạn có nhìn thấy màn hình mà cô Bích Thư chiếu không? Có. Trong này chúng ta thấy có những nhân vật cùng ôn lại này. Đây là bài cô Bích Thư đã đúc kết. Đó, chúng ta cùng ôn lại là trong bài có những nhân vật gì nhỉ? Trong câu chuyện vừa rồi, đầu tiên tên câu chuyện là gì? Tên câu chuyện là gì nhỉ? Các bạn cứ mở mic lên nói ha. Chỉ cần sáng nói kiến từ sự tập trung. Sáng kiến của sự tập trung. Thế thì bây giờ cô Minh Thư sẽ hướng dẫn chúng ta một phương pháp để chúng ta đọc sách mà có hiệu quả, mà chúng ta ghi nhớ được nội dung cũng như là đúc kết được ra bài học cho mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghi vào trong sổ của mình ha. Các bạn mà chúng ta đã có sẵn sổ ở trên tay thì chúng ta cùng thực hiện chuẩn bị để chúng ta ghi vào sổ này. Đầu tiên là chúng ta ghi bước 1 này, chúng ta ghi lại tên câu chuyện là sáng kiến từ sự tập trung. Sáng kiến từ sự tập trung. Các bạn đã ghi xong rồi, đúng không? Đó. Đúng. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Phần này rất là quan trọng nên chúng ta cần phải ghi nhớ và tập trung này. Và chúng ta đồng thời ghi lại những cái thông tin quan trọng mà cô Minh Thư nốt cho chúng ta ha. Đó. Bước 1 là chúng ta ghi nhớ lại tên câu chuyện là sáng kiến từ sự tập trung đúng không? Rồi tiếp theo này, bắt đầu chúng ta đi vào phần phân tích nội dung của câu chuyện. Chúng ta ghi phân tích nội dung. Đó. Tiếp theo chúng ta ghi phân tích nội dung. Ôi, các bạn đã ghi xong chưa nhỉ? Đọc đi, không có thích không nhìn đọc đi. Chưa. Chúng ta ghi là phân tích nội dung ha. Rồi, tiếp tục nào. Trong phần phân tích nội dung thì chúng ta sẽ có phân tích 6 yếu tố. Chúng ta có nhìn thấy ở trên hình của cô Minh Thư là một hình lục giác không? 2 này, 4 này, 6 này. Chúng ta có tưởng tượng ra đây là một hình lục giác này. Đó. Có 6 hình thì được gọi là hình lục giác. Đó. Thì đầu tiên trong cái phần phân tích thì chúng ta sẽ đi vào phần hoàn cảnh. Hoàn cảnh của câu chuyện hay bối cảnh của câu chuyện. Thì chúng ta vừa phân tích xong câu chuyện
Thì câu chuyện này có hoàn cảnh là gì? Hoàn cảnh là gì nhỉ? Đầu tiên là vị vua muốn làm một chiếc vương miện từ anh thợ rèn, đúng không? Muốn làm một chiếc vương miện từ anh thợ rèn này. Ôi, rồi Archimedes thì làm việc dưới quyền của nhà vua, tức là phải nghe theo lệnh của nhà vua. Rồi có khi nào mà ba mẹ mình yêu cầu chúng ta làm một việc gì không? Yêu cầu chúng ta quét nhà này, hay là nấu cơm này, vặt rau này, rồi hay là các cô ra bài tập về cho chúng ta làm, đúng không? Đó. Thì đấy là hoàn cảnh, đúng không? Đa bằng nữa cô ạ. Cô ạ, chép cái phần cả cái phần hoàn cảnh đấy à cô? Đúng rồi, con ghi cái phần hoàn cảnh này, rồi con nghe khi nào cô bảo ghi thì con ghi ha. Đó. Rồi tiếp theo bước thứ hai này, phân tích diễn biến hành động. Diễn biến hành động, à tức là nhân vật này sẽ làm những việc gì, đúng không? Phân tích diễn biến hành động. Cô xin lỗi, vừa nãy con bị ao. À, con bị ao à? Không sao con. Rồi, các bạn ghi xong phân tích diễn biến hành động chưa? Rồi, cô Minh Thư sẽ hướng dẫn chúng ta áp dụng luôn được vào thực tế ha. Rồi bước thứ hai là chúng ta ghi lại diễn biến hành động, đúng không? Thì ví dụ như là trong cái hoàn cảnh là các cô giao bài tập về nhà này, rồi bố mẹ có đưa ra yêu cầu là chúng ta quét nhà đó, hay là chúng ta nấu cơm vặt rau giúp ba mẹ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái diễn biến hành động cụ thể đó. Thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên là gì? Chúng ta sẽ có hành động gì này? Nếu mà ba mẹ mà nhờ chúng ta là đi quét nhà giúp ba mẹ thì chúng ta cần hành động gì? Chúng ta có hành động là gì nhỉ? Quét ạ. Chúng ta đi cầm chổi và chúng ta quét, đúng không? Đó là về hành động, đúng không? Rồi chúng ta quét xong, sau khi chúng ta quét nhà xong thì chúng ta làm gì? Là phải lau chứ cô. Quét xong rồi chúng ta hót rác, rồi xong chúng ta lau nhà, đúng không? Thì đấy là phần diễn biến hành động, đúng không? Rồi các bạn hiểu phần này chưa? Cô ơi, cô ơi, bật lại slide để con chép cái hoàn cảnh cả. Tuấn Đạt chép lại hoàn cảnh hả? Bây giờ cô sẽ đọc ví dụ áp dụng vào thực tế luôn để cho các bạn hiểu luôn ha. Không phải đâu mà là con xem slide thôi. Con xem slide hả? Các bạn thích xem slide hơn đúng không? Rồi. Đó, các bạn đã nhìn rõ hơn không? Đây là diễn biến hành động. Thì cũng giống như là ở trong câu chuyện này thì là Archimedes có hành động là gì? Là thực hiện yêu cầu kiểm tra vương miện của nhà vua. Đó. Và hành động tiếp theo của ông là gì? Ông luôn chăn trở suy nghĩ trong khi làm mọi việc, đúng không? Lúc nào ông cũng suy nghĩ đến cái việc ông cần phải làm, và ông có quên không? Không quên, đúng không? Quên là không ạ. Ông không suy nghĩ, nhưng mà ông có quên thân mình không? Không ạ. Không quên, đúng không? Ông không quên các cảm giác trên thân, đúng không? Đó. Đúng rồi, chúng ta tập trung suy nghĩ nhưng mà chúng ta cũng không quên cảm giác trên thân. Mặc dù là Archimedes nằm ở trong bồn tắm, đó, vừa tắm vừa suy nghĩ, đúng không? Đó. Tiếp theo, hành động tiếp theo này là trong bồn tắm thì ông đã tìm ra được lực đẩy về chất lỏng, về lực đẩy Archimedes lên vật chất, lên chiếc vương miện.
đúng không? Đó. Tiếp sau khi mà ông đã tìm ra được rồi thì ông có đưa vào áp dụng luôn không? Ông đưa vào áp dụng luôn không nhỉ? Ông sẽ đưa vào làm thí nghiệm đúng không? Ông đưa vào làm thí nghiệm bằng cách là ông lấy một khối vàng nguyên chất cùng khối lượng với chiếc vương miện rồi cho vào trong nước để xem lực đẩy tác dụng lên khối vàng nguyên chất và vương miện như thế nào. Thì ông đã tìm ra được kết quả là cái lực đẩy này tác dụng lên khối vàng và vương miện là khác nhau. Thế là ông đã tìm ra được kết quả và câu trả lời đúng không? Có phải vừa chúng ta phân tích câu chuyện như thế đúng không nhỉ? Đó. Thì đấy là trong cái diễn biến hành động của câu chuyện. Thì trong thực tế cũng vậy. Khi mà ba mẹ nhờ chúng ta quét nhà này thì chúng ta cầm chổi quét nhà này. Rồi chúng ta quét xong thì chúng ta hốt rác. Sau rồi chúng ta lau nhà. Thì đấy là những cái diễn biến về chúng ta thực hiện cái hành động, cái yêu cầu từ người khác đúng không? Cái sự giúp đỡ, nhờ sự giúp đỡ từ người khác đúng không? Các bạn hiểu về cái diễn biến hành động chưa? Các bạn có hiểu về cái diễn biến hành động không nhỉ? Các bạn cứ trả lời ha. Nếu mà bạn nào không hiểu chỗ nào thì hỏi lại cô ha. Thế là các bạn đã hiểu hết rồi đúng không? Lớp mình học giỏi quá ha. Rồi tiếp theo chúng ta đã phân tích về hoàn cảnh này, về diễn biến. Bây giờ là về nhân vật này. Trong câu chuyện này có bao nhiêu nhân vật? Chúng ta còn nhớ có bao nhiêu nhân vật không? Bao nhiêu nhân vật nhỉ? Bây giờ có là ba nhân vật ạ. Có ba nhân vật. Đúng rồi. Rồi chúng ta ghi vào nhân vật. Chúng ta ghi vào vở y số 3 này. Nhân vật, ghi lại các nhân vật trong câu chuyện. Sau khi chúng ta ghi được hoàn cảnh này, ghi được diễn biến hành động rồi thì chúng ta ghi vào là các nhân vật trong câu chuyện. Các nhân vật trong câu chuyện là gồm có những ai? Có nhân vật chính, có nhân vật phụ đúng không? Nhân vật chính thì là... Nhân vật chính có phải là Archimedes không? Có phải là Archimedes không nhỉ? Đó, chúng ta có ba nhân vật thì nhân vật chính là Archimedes này, nhân vật của nhà vua, rồi thợ kim hoàn. Sau khi chúng ta đã ghi ra được các nhân vật của mình, tiếp theo bước thứ tư là bước gì? Bước thứ tư là bước gì nhỉ các bạn? Các bạn nhìn lên màn hình nói cho cô nghe xem bước thứ tư là bước gì? Tính cách và vật chất ạ. Phẩm chất. Và phẩm chất đúng không? Sau khi chúng ta biết được nội dung câu, biết được diễn biến câu chuyện rồi, chúng ta đi phân tích kỹ hơn về câu chuyện. Chúng ta sẽ phân tích về liệt kê ra nhân vật này. Chúng ta đi phân tích về tính cách và phẩm chất của nhân vật. Chúng ta ghi vào ý thứ tư là tính cách và phẩm chất của nhân vật. Tính cách và phẩm chất của nhân vật đúng không? Rồi, có bạn nào vừa nhớ là chúng ta thấy là Archimedes là một người như thế nào? Một người có tính cách và phẩm chất ra sao? Ông là người có phẩm chất và tính cách như thế nào nhỉ? Sau khi thông minh cô ạ. Thông minh, tại sao ông lại thông minh nhỉ? Vừa rồi chúng ta phân tích rồi đúng không? Tại sao ông lại thông minh? Vì ông tìm ra phương pháp để trả lời được câu hỏi cho nhà vua đúng không? Rồi, trong quá trình mà ông tìm ra cái phương pháp đấy thì ông có tập trung không? Ông có kiên trì và bền bỉ với cái công việc của mình không? Ông rất là tập trung và kiên trì bền bỉ đúng không? Nhưng mà ông không quên thân đúng không? Đó. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta tập trung này, kiên trì, nỗ lực này, rồi chúng ta tư duy trong quá trình chúng ta làm việc, chúng ta có tạo ra kết quả không? Có tạo ra kết quả không nhỉ?
có tạo ra kết quả đúng không? Dạ, mà... có. Ừ, khi ba mẹ bảo à con đi giúp ba mẹ quét nhà, rồi chúng ta lúc đấy chúng ta không làm việc gì khác mà chúng ta chỉ cầm cây chổi này, rồi chúng ta tập trung vào việc quét nhà, thì quét nhà có sạch không? Chúng ta quét nhà có sạch không? Ừ, chúng ta quét nhà sẽ sạch hơn đúng không? Đúng rồi. Thay vì đấy là khi chúng ta vừa quét nhà mà chúng ta vừa xem điện thoại, thì quét có sạch không? Vừa quét nhà mà vừa xem điện thoại thì nhà quét nhà có sạch được không nhỉ? Không đúng không? Đó, nên là khi chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta cần phải có sự tập trung. Và à, chúng ta đừng quên là chúng ta nhớ đến cảm giác nơi răng lưỡi. Đó, khi chúng ta xếp nhẹ răng lưỡi để chúng ta làm việc và chúng ta phải kiên trì với nó thì chúng ta sẽ đạt được hiệu quả. Ừ. À, rồi tiếp theo này, ngoài sự kiên trì bền bỉ và thông minh ra thì Asimet còn có phẩm chất gì, tính cách gì nữa? Cống hiến. À, ông cống hiến như thế nào nhỉ? Các bạn thử nói tìm ra định luật Archimedes. À, ông tìm ra được một định luật Archimedes có giá trị không? Có giá trị không? Có ý nghĩa trong cuộc sống không? Rất giá trị đúng không? Ừ, như trong câu chuyện này thì cái định luật đấy đã giúp ông trả lời được cho câu hỏi của nhà vua. Tìm ra được là trong vương miện có lẫn bạc đúng không? Rất là giá trị đúng không? Ừ, giúp là kiểm tra được chất lượng của cái vương miện đấy nó có đảm bảo chất lượng hay không? Đó, thì đấy là một cái sự cống hiến của Archimedes cho cuộc đời đúng không? Cho cuộc sống đúng không? Mà có cái tính ứng dụng rất là cao. Đó, tiếp theo này, chúng ta chuyển sang nhân vật nhà vua. Vị vua này là một người như thế nào? Vị vua là một người như thế nào nhỉ? Vị vua có sáng suốt không? Khi mà sáng suốt trong việc gì nhỉ? Nhà vua rất là sáng suốt trong việc tìm ra nhân tài, đúng không? Qua việc gì? Qua việc gì nhỉ? Các bạn thử nói xem nhà vua sáng suốt qua việc tìm kiếm nhân tài bằng việc gì? À, bằng việc đưa ra một đề bài để thử thách Archimedes đúng không? Thế thì bình thường các con có thấy là ba mẹ hay là thầy cô hay đưa ra những cái yêu cầu về chúng ta làm một cái bài tập gì đấy để chúng ta một cái bài tập khó, chúng ta có nỗ lực, chúng ta nỗ lực và chúng ta kiên trì, chúng ta tư duy nó để chúng ta vượt qua được cái bài tập đấy không? Thì sau khi mà làm xong thì chúng ta có thấy chúng ta thấy là mình có thêm được kiến thức này, mình thông minh hơn đúng không? Mình hiểu biết hơn đúng không? Thì đó là cách nhà vua đã tìm ra nhân tài, tìm ra được những người thông minh và có ích cho cuộc sống đúng không? Rồi tiếp theo là nhân vật anh thợ rèn. Rồi anh thợ rèn này thì là một người như thế nào nhỉ? Bạn nào biết anh thợ rèn là một người như thế nào? Anh trung thực. Anh không trung thực. Không trung thực như thế nào nhỉ? Anh không trung thực trong việc gì? Trong việc làm cho nhà vua một chiếc vương miện. Mà lại còn làm cho một chiếc vương miện mà nó bị làm sao nhỉ? Nó bị làm bằng vàng. Chiếc vương miện này bằng vàng nhưng lại lẫn bạc đúng không? Nhà vua yêu cầu là hãy làm cho ta một chiếc vương miện bằng vàng. Thế nhưng mà anh thợ rèn này làm ra một chiếc vương miện còn pha cả bạc vào trong đấy. Thế thì anh thợ rèn có trung thực không? Không trung thực đúng không? Anh thợ rèn này không trung thực, gian dối.
À, thế thì đấy là một phẩm chất, một tính cách, một hành động xấu hay là tốt nhỉ? Xấu. Rất xấu đúng không? Đúng rồi. Ôi, cô Minh Tư hỏi tiếp ha. Rồi, trong cuộc sống của chúng ta, bao nhiêu bạn chúng ta không trung thực, chúng ta đã từng nói dối rồi. Có bạn nào không? Có bạn nào đã từng nói dối ba mẹ? À, ba mẹ hỏi, con làm bài tập xong chưa? Bạn ấy bảo, con làm xong rồi. Con làm xong rồi, nhưng mà thực tế thì đã làm chưa? Con chưa có làm. Hay là, hôm nay con đi học có ngoan không? Có nghe giảng không? Rồi bạn trả lời là, hôm nay con học ngoan lắm mẹ. Nhưng mà thực tế ngồi trong lớp toàn nói chuyện, rồi vẽ bậy lên màn hình, rồi nói chuyện với các bạn. Thế là có trung thực không? Có bạn nào như thế không? Có bạn nào lớp mình không trung thực không? Hay là có bố mẹ đang ngồi bên cạnh thì các bạn ngại đúng không? Không dám nói đúng không? Chắc là các bạn ngại rồi. Ngày xưa lúc còn bé cô Minh Thư cũng có lúc không trung thực. Nhiều lúc mà mẹ hỏi là bài tập về nhà chưa, nhưng mà mình chưa làm xong, cũng sợ nên là mình bảo là con làm xong rồi. Đó, nhưng mà khi mà chúng ta không trung thực như vậy thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Chúng ta cảm thấy như thế nào nhỉ? Có sợ không? Chúng ta có lo sợ không? Chúng ta có lo sợ bị phát hiện, bị ba mẹ phát hiện ra không? Có bạn nào sau khi mà chúng ta nói dối xong chúng ta sợ bị người khác phát hiện, bị cha mẹ phát hiện ra không? Đẹp quá. Quá con giống mình tính. Mình cũng sợ đúng không? Thế thì sau khi mà sợ như vậy rồi lần sau mình còn nói dối nữa không? Mình còn không chính thực nữa không? Vẫn tiếp tục làm như thế. Chúng mình có thấy là khi mà chúng ta không trung thực như vậy mà bị phát hiện thì mọi người có tin tưởng nữa không? Mọi người có yêu quý mình nữa không? Rồi có giao cho mình quan trọng không? Rồi chúng ta đi học chúng ta không trung thực thì có được thầy cô yêu mến không? Không ạ. Có được các bạn tin tưởng không? Rồi có được khen thưởng không? Không đúng không? Đúng rồi, nên là chúng ta cần phải trung thực. Khi mà chúng ta trung thực thì chúng ta sẽ được lòng tin của mọi người này, chúng ta sẽ được bạn bè tin tưởng, bố mẹ tin tưởng, thầy cô tin tưởng đúng không? Đó, sẽ được mọi người yêu thương. Đấy là khi chúng ta trung thực và không nói dối với mọi người. Rồi tiếp theo đó là phần số chúng ta đã phân tích về tính cách nhân vật đúng không? Ta ghi tiếp này. Sau khi phân tích phẩm chất về nhân vật xong thì chúng ta ghi lại. Đúc kết lại. Thế thì kết quả của câu chuyện này là gì nhỉ? Chúng ta ghi lại ha. Tiếp theo số 5 là kết quả của câu chuyện. Rồi bạn nào cho cô biết câu chuyện ngày hôm nay sau khi cái diễn biến hành động của Archimedes thực hiện như vậy thì có kết quả gì? Các bạn cứ bật mic nói ha. Có kết quả gì nhỉ? Có phải là ông trả lời được câu hỏi của nhà vua. Ông trả lời được cho nhà vua. Là trong vương miện có gì? Trong vương miện vàng mà lại có gì? Có lẫn bạc đúng không? Trong vương miện là có lẫn bạc. Rồi là trả lời được câu hỏi cho nhà vua này. Cái thứ hai là gì? Ông để lại được cái gì? Để lại được cái gì nhỉ? Ông để lại được một cái định luật rất là giá trị và ý nghĩa cho đời sống. Ông phát hiện được ra cái luật đẩy Archimedes đúng không? Rất là giá trị đúng không? Đó. Thì cũng tương tự trong đời sống của chúng ta này. Khi mà chúng ta tập trung, chúng ta cầm chổi, quét nhà, quét rác, lau nhà thì kết quả có được là gì?
là gì nhỉ các bạn? Ba mẹ khen. Ba mẹ khen này. Ngoài ra còn gì nữa không? Nhà sạch. Đúng rồi, nhà sạch đúng không? Còn gì nữa? Nhà sạch rồi. Nhà sạch, nhà mát thì ở trong nhà cũng thích không? Thì mát nữa cô. Đúng rồi, thế khi được ba mẹ khen thì ba mẹ có thương mình hơn không? Yêu thương mình hơn đúng không? Rồi, thế thì khi mà mình làm được công việc như vậy, mình có thấy là mình đang làm được một công việc tốt không? Có tốt không? Có phải là mình đang làm một việc tốt cho ba mẹ không? Rồi, công việc đấy có giá trị không? Đấy là một công việc tốt và rất là giá trị đúng không? Đó, thì ăn cũng vậy. Sau khi mà chúng ta giúp đỡ được bố mẹ quét nhà này là chúng ta làm được một việc tốt rồi. Đó, đi ra ngoài đường chúng ta nhặt rác này là chúng ta cũng làm một việc tốt này, rồi giúp cho môi trường sạch sẽ hơn đúng không? Đó, đấy là phần kết quả của câu chuyện. Tiếp theo quan trọng ha, các bạn ghi vào trong vở này, ghi vào trong sổ. Số 6 là ứng dụng. Ứng dụng, chúng ta ứng dụng bài học gì vào trong cuộc sống và trong lao động của mình. Rồi các bạn cho cô biết này, sau bài học ngày hôm nay thì chúng ta ứng dụng, học được bài học gì và chúng ta ứng dụng gì vào trong cuộc sống nhỉ? Mình chưa cho em hỏi cái này là mình học tới 6:30. Đúng rồi con, mình học đến 6:30. Rồi, chúng ta tập trung vào câu hỏi chính của cô Minh Thư ha. Rồi, bạn nào chúng ta tìm ra được bài học gì ứng dụng trong ngày hôm nay? Trong bài học CMS nhỉ? Có bạn nào đúc kết được bài học gì không? Chúng ta sẽ ứng dụng việc gì nhỉ? Mình làm thì mình phải trung thực à. Thì mà mình mà tập trung thì mình sẽ đạt thành quả là tốt. Đúng rồi, trong tất cả mọi việc làm thì cần phải trung thực đúng không? Và khi mà mình trung thực thì mình sẽ được mọi người yêu quý. Và khi mà mình làm một việc giúp đỡ người khác thì sẽ làm được một việc tốt đúng không? Rồi, đó, thì trong cuộc sống hay trong tất cả mọi việc khi mà chúng ta làm thì đấy cũng giống như Archimedes, thì chúng ta cần phải có sự chú tâm đó, và chúng ta hãy nhớ đến cảm giác siết răng lưỡi đúng không, để chúng ta quét nhà này, hoặc là chúng ta nghe giảng này, hoặc chúng ta làm bài tập về nhà, hoặc lao động, hoặc là chúng ta nấu cơm, hoặc chúng ta đi tắm này, hoặc chúng ta làm gì chúng ta cũng chú tâm vào cái cảm giác đó, ở nơi răng lưỡi, và chúng ta tập trung vào thì chúng ta sẽ có hiệu quả đúng không? Rồi, khi ta giúp đỡ người khác là một việc gì đấy, nhưng mà chúng ta phải giúp đỡ làm những cái việc có ý nghĩa, việc tốt, như là nấu cơm cho ba mẹ này, tưới cây cho ba mẹ này, ba mẹ làm việc nhà, thì là chúng ta đã làm được những việc có giá trị cho bố mẹ. Rồi chúng ta nhặt rác ở bên ngoài công cộng là chúng ta đã làm được những việc có giá trị đối với cuộc sống đúng không, và chúng ta đã cống hiến được cho đây là chúng ta làm những cái việc có giá trị, có ích, tốt đẹp cho cuộc sống đó. Rồi cô Minh Tư hỏi thêm, khi Archimedes nhận được mệnh lệnh từ nhà vua thì Archimedes có mong muốn gì? Mong muốn để lại cái giá trị gì tốt đẹp cho cuộc đời đúng không? Thế thì cái đấy nó có tạo ra động lực và đam mê không? Ví dụ như khi chúng ta hiểu bản thân mình này, ta có ước mơ, chúng ta có sở thích, mong muốn, thì chúng ta có tập trung tạo được cái động lực để chúng ta đạt được nó không? Ví dụ các bạn này, các bạn có mong muốn là hôm nay được
À, ví dụ như bạn Vũ Bách đúng không? Bạn Vũ Bách có mong muốn là bạn rất là thích học về mai mét đúng không? Thế thì, bạn có luôn nhớ đến việc là mình muốn học mai mét. Mai mét rồi xong đấy, bạn khi mà học mai mét thì bạn rất là hào hứng và bạn sẽ vẽ được học có hiệu quả hơn, vẽ được một cái sơn mai mét rất là đẹp đúng không? Rồi khi mà chúng ta thích xem phim thì chúng ta lúc nào nhớ trong đầu mình thích xem phim, mình muốn được xem phim, đi học cũng về xem phim, ăn mong được xem phim. Đó thì khi mà thường chúng ta có mong muốn gì đấy thì chúng ta hãy thì chúng ta thường là sẽ hướng tâm và tập trung vào những cái mong muốn và sở thích của mình, chúng ta sẽ hay đạt được những cái kết quả từ đấy. Nhưng mà cái mong muốn và cái ước mơ của mình thì cần phải như thế nào nhỉ? Cái mong muốn ước mơ của mình cần phải xây dựng đó là những cái mong muốn tốt đẹp đúng không? Chúng ta xây dựng những ước mơ, những mong muốn tốt đẹp hay là những cái ước mơ mong muốn không tốt đẹp nhỉ? Tiêu cực. Tất nhiên là chúng ta phải xây dựng những ước mơ tốt đẹp đúng không? Như vậy chúng ta mới có thể tạo ra được những cái phong cách, những cái tính cách tốt đẹp và chúng ta tạo ra được những cái giá trị tốt đẹp và trở thành một người giá trị trong cuộc sống đúng không? Rồi bao nhiêu bạn mà chúng ta có những cái ước mơ tốt đẹp thì chúng ta thấy có đây không? Không chắc là số 1 ha. Có bao nhiêu bạn ước mơ ở đây? Chúng ta hỏi thích đi. Không. Chúng ta đã có những cái sở thích. Vậy là trong Zoom không có bạn nào có ước mơ gì hả? Cô khóa, cô khóa rồi. Cô khóa chat rồi cô. Cô thử. À, cô khóa chat rồi hả? Rồi, chat đã được mở rồi lại nè các bạn. Rồi, trong phòng Zoom có bao nhiêu bạn là chúng ta có ước mơ đẹp nào? Rồi bao nhiêu bạn là chúng ta có những cái sách hay là những cái sở thích, chúng ta có những cái đam mê, chúng ta tìm được những mình rồi. Chúng ta cố gõ để ô khung chat vào số 1 ha. Bạn nào mà giờ mà vẫn chưa tìm được mình thích cái gì, mình có ước mơ gì thì bạn ấy gõ số 0. Tương tác để xem hiểu về mình hơn. Hiểu về mình hơn ha. Cô thấy các bạn đang gõ lên liên tục rất là nhiều luôn. Tôi nghĩ là bạn Minh Trí bạn đấy đa khi một lần bạn đấy còn ghi nhiều hơn ý. Thế là Minh Trí vừa có một hành động gì nhỉ các bạn nhỉ? Hành động xấu. Có trung thực không? Không ạ. Thế thì Minh Trí hành động như vậy nữa. Thế thì Minh Trí ví dụ như là trong bài giảng mà cô nói các bạn không được trên bài giảng mà các bạn vẫn vẽ thì các bạn đó là hành động gì? Hành động gì nhỉ? Tốt hay xấu? Xấu. Là hành động xấu đúng không? Là thế thì khi mà các bạn giống như vậy thì có được các bạn yêu quý nữa không? Có được các cô yêu quý nữa không? Không đúng không? Đó nên là lần sau chúng ta ghi nhớ là khi mà chúng ta làm một việc gì đấy, chúng ta hãy làm những việc mà nó có ý nghĩa, có giá trị và không làm những cái hành động không tốt ha. Đó thì bài học ngày hôm nay cô Minh Thư đã hướng dẫn ta đúc kết một câu chuyện về Archimedes, về câu chuyện sự tập chúng ta cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Các bạn cảm thấy câu chuyện có hay không? Hay thì là hay ạ, nhưng mà còn hay không? Thế thì từ hôm nay chúng ta đã biết cách đúc kết lại một ghi nhớ một cái nội dung câu chuyện gì chúng ta đọc không? Dạ. Có bao nhiêu bạn mà chúng ta sau buổi ngày hôm nay chúng ta có thể đúc kết lại, ghi nhớ, ghi lại các nội dung chính của một câu chuyện chúng ta cùng gõ lên ô khung chat số 2 xem nào.
Xem có bao nhiêu bạn hôm nay chúng ta có thể, sau buổi ngày hôm nay chúng ta có thể đọc được một cuốn sách. Con đúc kết được cô. Rồi bạn nào mà đúc kết được, chúng ta có thể ghi lại được nội dung chính theo hướng dẫn của cô Minh Thư hôm nay. Chúng ta cùng gõ lên ô khung chat số 2 ha. Cô Minh Thư à, con vừa tốt nghiệp lớp Zeroto là K132. Thế hả? Rồi cô thấy có những bạn. Sao con? Cô thấy có những bạn có số 1. Các bạn có số 1 thì là chúng ta đúc kết được à? Chúng ta không ghi nhớ được nội dung hả? Hay là chúng ta có vấn đề gì nhỉ? Cô Minh Thư ơi, cho con hỏi là thứ 7 là lần này có học có lớp học tổ chức được không? Có con ạ. Các lịch học thì cô, các cô sẽ thông báo sau ha. Đây có các bạn đây. Bây giờ là 6:21. Bây giờ là 6:21 thì cô sẽ ra bài tập cho chúng ta, bài tập về nhà ngày hôm nay ha. Rồi cô sẽ chiếu bài tập về nhà ngày hôm nay nè. Bài tập thực hành của chúng ta ha. Hôm nay bài tập của chúng ta là về nhà, chúng ta có 3 bài tập, 3 thói quen. Đầu tiên là chúng ta hãy đọc cái câu chuyện trong cuốn sách Vĩ Nhân hoặc là Trưởng Thành Vĩ Nhân hoặc là trong bộ sách Sống Tử Tế. Rồi chúng ta thực hành là đọc xong chữ chú tâm. Chữ chú tâm và ghi nhớ lại cảm giác sang lưới. Rồi sau đó chúng ta sẽ viết cảm nhận và kết quả sau khi thực hành đọc chú tâm. Rồi tiếp theo bài số 2. Rồi các bạn nhớ lắng nghe cô nói bài tập về nhà ha, xong là quên không làm á. Bài số 2 là chúng ta hãy đúc kết một câu chuyện chúng ta vừa đọc ở trên theo phương pháp mà cô đã hướng dẫn. Và chúng ta vừa đúc kết câu chuyện, vừa nhớ đến tích cực chú tâm và chúng ta nhớ đến cảm giác nơi răng lưỡi ha. Rồi chúng ta kết quả thực hành. Bài tập thứ ba này rất là có giá trị này. Là bài tập thể hiện là chúng ta đã làm được một việc tốt, một sự công cho người khác, cho cuộc sống này. Thì bài tập số 3 là chúng ta hãy đến nhà ông bà này, là nhà hàng xóm mà chúng ta quen, thì chúng ta hãy tin là chúng ta cọ rửa giúp một nhà vệ sinh cho mọi người. Rồi chúng ta hãy nhớ cảm giác tích cực, chú tâm thấy cảm giác nơi răng lưỡi trong chúng ta là một việc tốt đó. Rồi chúng ta sẽ ghi lại kết quả thực hành của mình. Và cái đặc biệt quan trọng cuối cùng là chúng ta hoàn thành câu trả lời vào kế hoạch một trang giấy và ghi sổ nhật ký hành trình và nộp báo cáo điểm danh. Đó, lát nữa bài tập về nhà này cô Minh Thư sẽ gửi lên trên nhóm ô khung chat, trên nhóm Zalo để ba mẹ cập nhật giúp chúng ta ha. Các bạn đã nắm được bài tập thực hành ngày hôm nay chưa? Mình sợ ở nhà mình được không cô? Cũng được con. Nhưng mà nếu mà mình có thể bạn nào mà có ông bà ở gần này, hay là có nhà các cô chú hoặc là hàng xóm mà chúng ta hay sang chơi đó, chúng ta sang nhà các bạn chơi ở gần bên cạnh ấy, thì sang đấy chúng ta có thể là xin giúp đỡ, rồi chúng ta làm một việc tốt cho ông bà hoặc là cho hàng xóm. Cảm giác sẽ rất là khác ha. Nhà mình thì lúc nào chúng ta cũng ở đúng không? Chúng ta cũng có thể lúc nào cũng được. Hôm nay chúng ta thử, chúng ta đi sang hàng xóm và sang nhà bà chúng ta giúp đỡ ha. Đó, như cô Kim Dung gõ này, chúng ta phải vượt qua chính mình, thử làm một việc mà chúng ta chưa từng làm được, nhưng nó lại là một việc tốt đúng không? Một việc có giá trị đúng không? Đó, nên hôm nay chúng ta hãy thử làm một việc mà chúng ta chưa từng làm bao giờ ha. Rồi chúng ta hãy ghi lại cảm nhận khi đó của chúng ta như thế nào. Rồi bây giờ là đã là 6:25 rồi. Còn 5 phút. Còn 5 phút ạ. Nếu mà bạn nào mà
ta bận mà chúng ta có lịch sinh hoạt đi thể dục cùng ba mẹ thì chúng ta có thể ra sớm, chúng ta đi sinh hoạt cùng ba mẹ. Còn bạn nào mà có thắc mắc hoặc có câu hỏi? Con chào cô. Con chào cô, con ra. Rồi bạn nào mà có thắc mắc thì con chào cô. Bây giờ cô. Rồi. Con chào các bạn ha. Em chào cô. Em chào cô. 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 Chào cô.